Mụn bọc là gì? Nguyên nhân và cách điều trị tận gốc tại nhà. Trị mụn là vấn đề nan giải của rất nhiều người, đặc biệt là mụn bọc. Mụn bọc không chỉ gây đau nhức, khó chịu mà còn dễ để lại vết thâm, sẹo rỗ, gây tâm lý tự ti, mặc cảm. Nếu không được điều trị mụn đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây nhiễm khuẩn đường máu rất nguy hiểm. Bài viết này sẽ nói rõ hơn về mụn bọc là gì, nguyên nhân và cách điều trị mụn bọc an toàn hiệu quả. Hơn thế nữa, nếu để mụn bọc lâu ngày, nó có thể gây biến chứng, để lại sẹo lom hoặc vết thâm mụn trong thời gian dài. Mụn bọc là gì? Nguyên nhân hình thành mụn bọc. Mụn bọc là một thể nặng của mụn trứng cá có màu sẫm dưới da. Đây là loại mụn cứng, có đường kính lớn hơn rất nhiều so với các dạng mụn thông thường khác. Lúc đầu mụn bọc chỉ là vài cục sần cứng nhỏ, có màu đỏ, sau đó sẽ trở nên mọng và khi vỡ ra thì chảy mủ, máu. Mỗi một sợi lông được chứa trong một cái ống gọi là nang lông. Những ống nang này có trách nhiệm dẫn những chất dịch, bã nhờn ra khỏi bề mặt da. Chính bởi vậy mà các ống này phải luôn thông thoáng không bị tắc nghẽn. Khi chất nhờn và bụi bẩn tích tụ dưới da làm tắc nang lông, tạo nên ổ viêm, nó sẽ hình thành mụn bọc. Điều này là do môi trường sống bụi bẩn, ô nhiễm, hoặc chế độ ăn uống nhiều chất kích thích, thiếu vitamin C, thiếu kẽm, thức khuya, xì chết kéo dài, sử dụng mỹ phẩm không đảm bảo. Mụn bọc thường gây đau nhức, khó chịu, rất dễ lây lan. Đặc biệt sau khi nặn mụn thường để lại sẹo lõm, vết thâm. Vì vậy, bạn cần trị mụn bọc càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân mụn bọc xuất hiện và cách khắc phục. Mụn bọc là dạng nặng nhất trong số các loại mụn. Biểu hiện ban đầu của mụn bọc thường là những nốt đỏ hoặc vết sưng nhỏ. Khi phát triển lên sẽ dần trở thành những nốt đỏ lớn, cứng và sưng thấy, gây đau nhức khó chịu. Lúc này mủ bắt đầu xuất hiện, nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào tình trạng nốt mụn. Mụn bọc xuất hiện chủ yếu do da bị nhiễm khuẩn V. aeternus ở nang lông. Khi loại khuẩn này tiến sâu vào trong nang, cơ thể phản ứng lại, dẫn đến sự xuất hiện của những nốt mụn bọc. Tuy nhiên, tại sao mụn bọc lại xuất hiện hoặc tại sao da lại bị nhiễm khuẩn? Hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân dưới đây. Một, căng thẳng kéo dài. Tình trạng căng thẳng đến từ áp lực công việc và cuộc sống không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Kéo theo đó, da cũng bị xuống cấp, thiếu sức sống, nhanh lão hóa. Sức đề kháng da kém khiến da dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như bụi bẩn, vi khuẩn. Một khi da đã nhiễm khuẩn, mụn bọc dễ dàng xuất hiện. Muốn tránh khỏi tình trạng mụn khi căng thẳng kéo dài, trước hết bạn cần phải điều tiết cuộc sống và thư giãn để tinh thần thoải mái, đồng thời bảo vệ và chăm sóc da. Bạn cũng nên ăn những thực phẩm tươi mát hoặc có khả năng trị mụn, không ăn đồ nóng hoặc sử dụng nhiều chất kích thích, trà, cà phê, trong thời kỳ này. 2. Rối loạn hormone. Rối loạn hormone trong cơ thể có thể diễn ra ở lứa tuổi dậy thì, lúc mang thai, cho con bú, ở phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai. Nếu bạn là nữ và có kinh nguyệt không đều, bạn cũng có thể đang bị rối loạn hormone. Rối loạn hormone có thể gây hại đến cơ thể, trong đó ảnh hưởng đến cả làn da. Khi hormone trong cơ thể bị rối loạn sẽ kích thích nhờn tiết ra nhiều hơn, gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đây là điều kiện thích hợp để khuẩn V. aeternus tấn công vào các tế bào, dẫn đến sự phát triển của mụn bọc. Trong trường hợp bị nổi mụn bọc do rối loạn hormone, ngoài việc giữ da sạch và bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài, bạn cũng nên trị mụn bằng cách đi khám để được bác sĩ tư vấn cách điều chỉnh hormone trong cơ thể. 3. Sinh hoạt không điều độ. Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra ở lứa tuổi cấp 3, đại học và những người đi làm. Sinh hoạt không điều độ như thức khuya, ngủ ít và ăn không đúng bữa cũng là nguyên nhân khiến da yếu đi, bị lão hóa nhanh hơn và dễ bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài. Thường chỉ sau một đêm thức khuya là da bạn sẽ xấu đi trông thấy, kèm theo những nốt sưng mụn có thể phát triển thành mụn bọc. Nguyên nhân là do khoảng thời gian ngủ ban đêm là lúc da được tái sinh. Chế độ ngủ nghỉ không điều độ của bạn làm nhịp sinh học của cơ thể bị rối loạn và ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da. Trong trường hợp này, để trị mụn hiệu quả, bạn chỉ cần phải sinh hoạt điều độ, ngủ sớm dậy sớm và ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày. Cùng với đó, bạn cũng nên làm sạch da và dưỡng da thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên áp dụng một chế độ sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên kết hợp với yoga và các môn thể thao như chạy bộ, bơi lội. 4. Chế độ ăn uống không lành mạnh. Để khắc phục tình trạng mụn bọc do chế độ ăn uống, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn hợp lý cân bằng các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh và trái cây có tác dụng mát gan, giải độc gan, giảm ăn bánh, kẹo và đồ ngọt. Cách đối phó với mụn bọc. Trên đây là những nguyên nhân chính gây ra mụn bọc và cách khắc phục. Trong trường hợp mụn bọc đã xuất hiện trên mặt, bạn có thể áp dụng những cách sau để điều trị. 1. Không nặn mụn bọc.
Bạn cần phải giữ vệ sinh thật tốt cho da và tuyệt đối không được nặn mụn. Rất nhiều người đã nặn mụn để làm cho mụn bớt sưng tấy, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Nặn mụn bọc có thể khiến tình trạng mụn tệ thêm, sưng tấy hơn và lâu lành. Nếu nặn không đúng cách, mụn sau khi đã được loại bỏ có thể để lại sẹo loang mất thẩm mỹ. 2. Chườm lạnh. Chườm lạnh có thể giúp mụn giảm đau, giảm sưng tấy. Bạn có thể dùng một chiếc khăn thật sạch, mỏng vừa phải để bọc ngoài một viên nước đá và áp lên mụn bọc. Bạn không nên áp trực tiếp viên nước đá lên da. 3. Chăm sóc và bảo vệ da. Khi nổi mụn, da bạn khá yếu và dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Do vậy việc chăm sóc kết hợp với bảo vệ da là điều rất cần thiết. Bạn nên tẩy tế bào da chết, rửa mặt sạch sâu, đắp mặt nạ trị mụn mắt da, đồng thời dùng thêm sản phẩm chăm sóc da. Khi ra đường, bạn nhớ bôi kem chống nắng cho da và dùng khẩu trang khi đi đường để da không tiếp xúc với khói và bụi đường. 4. Chế độ ăn hợp lý. Nguyên nhân sâu xa gây ra mụn do tuyến bã nhờn nằm dưới da bị rối loạn chức năng bài tiết chất thải độc hại. Chính vì điều này mà dẫn đến chất cặn đó không được bài tiết sẽ hình thành mụn mặt của bạn. Bạn cần có chế độ ăn hợp lý cho mình, hạn chế ăn đồ chứa chất cay nóng, nên thường xuyên ăn các loại thực phẩm có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, mát gan, cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Ngoài việc thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng nên tuân thủ một số lưu ý sau trong thời gian điều trị mụn bọc. 1. Không ăn đồ ngọt, sô cô la, giảm đường trong các món ăn. 2. Không dùng nước ngọt, nước có gas. 3. Không sử dụng đồ uống có cồn như rượu bia và tránh đồ uống chứa các chất kích thích như trà, cà phê. 4. Hạn chế dùng đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn chiên, đồ ăn nhanh, đồ ăn đã qua chế biến. 5. Dừng uống sữa trong khoảng 2 tuần. 6. Nên ăn thực phẩm giàu kẽm, thịt bò, đậu xanh. 7. Ăn thực phẩm sạch giàu protein. 8. Nên ăn thực phẩm giàu chất xơ và rau củ chứa nhiều vitamin A như khoai lang, cà rốt, cải xoăn. 9. Ăn thực phẩm tốt cho hoạt động gan, giúp giải độc gan như cải và rau xanh. 10. Ăn nhiều trái cây có tính mát. 11. Uống nhiều nước, khoảng 2 L mỗi ngày. 5. Trị mụn bọc bằng bột trà xanh. Trong bột trà xanh có chứa nhiều chất thiamin khiến não bộ được thư giãn. Ngoài ra trong bột trà xanh còn chứa rất nhiều dưỡng chất thiên nhiên như polyphenol tinh khiết, epigolorcacetigalate, bên cạnh đó là lượng vitamin A, C, E dồi dào cùng tính chất sát khuẩn. Bột trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chúng ta ngăn ngừa và trị mụn. Không chỉ vậy, các vitamin và khoáng chất kể trên còn giúp làn da bị tổn thương do mụn mau chóng được làm lành, phục hồi. Cách làm: trộn đều bột trà xanh với nước tạo thành một hỗn hợp sền sệt rồi cho thêm mật ong vào trộn đều lên. Mặt sau khi rửa sạch với nước ấm và thấm bớt nước bằng khăn thì bôi hỗn hợp mặt nạ bột trà xanh và mật ong lên. Chú ý vùng da bị mụn bọc nhiều thì bôi kỹ càng và massage thêm cho mặt nạ thẩm thấu vào da. Thư giãn trong 15 đến 20 phút cho mặt nạ khô rồi rửa sạch lại với nước. Mặt nạ trà xanh trị mụn bọc có thể thực hiện 3-4 lần một tuần.